chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 mươi giờ chi tiết chúc các bạn có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới nhất thú vị mỗi ngày và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những tin tức mới nhất của bóng đá việt nam Hội cầu thủ răng khẩn của U23 Việt Nam toàn trai đẹp. Trong 28 cầu thủ U23 Việt Nam đang tập huấn ở Hàn Quốc, Nguyễn Trọng Hùng, Trần Danh Trung và Phan Văn Biểu đều sở hữu gương mặt điển trai và nụ cười răng khẩn. Sau SEA Games 30, tiền vệ mang số áo 20 Nguyễn Trọng Hùng, sinh năm 97 quê ở Thanh Hóa được mệnh danh là visual mới của Hội cầu thủ Việt Nam. Chàng trai 22 tuổi sở hữu gương mặt thư sinh, nụ cười tươi, khoe răng khẩn chân rút câu lạc bộ Thanh Hóa có mặt trong danh sách đội tuyển quốc gia thi đấu tại vùng loại quân cấp 2022 và hiện cùng với U23 Việt Nam thọc huấn tại Hàn Quốc. Bên cạnh việc gây thương nhớ cho các fan với gương mặt điển trai, Trọng Hùng còn để lại ấn tượng bởi sự nhút nhát, tường bản lẻn trước mặt người lạ. Tiền vệ có biệt danh tí anh cũng hiếm khi chia sẻ về đời tư của mình trên mạng xã hội. Anh chủ yếu đăng ảnh tập luyện thi đấu hay đi chơi cùng với đồng đội. Hiện tại Trọng Hùng vẫn được xếp vào danh sách cầu thủ độc thân khi chưa từng đăng hình chụp chung với cô gái nào tại trang cá nhân. Ngoài ra theo lời huấn luyện viên và đồng đội ở câu lạc bộ Thanh Hóa, Tý anh được nhận xét có tính cách hiền lành, khéo tay và há khá hay. Tại SEA Games 30, Phan Văn Biểu sinh năm 1998, quê Hà Tĩnh là thủ môn dự phòng của U22 Việt Nam. Bên cạnh chiều cao 1m75, chàng trai còn gây thương nhớ cho hội chị em nhờ gương mặt nam tính, nụ cười duyên và thân hình sáu múi được xem như thủ môn xuất sắc của lò đào tạo PVF, Phan Văn Biểu từng ghi dấu ấn cá nhân bằng danh hiệu thủ môn xuất sắc giải U17 quốc gia 2015, người gáp đền 21 tuổi đang khoác áo câu lạc bộ Đà Nẵng ở Philip năm 2019. Phan Văn Biểu chơi khá thân với các cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng và Hà Đức Chinh. Nhóm cầu thủ từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc lầy lội cùng nhau lên mạng xã hội. Thủ thành SHB Đà Nẵng từng có thời gian hẹn hò với Bùi Thị Yến Xuân, người yêu hiện tại của thủ môn Đặng Văn Lâm. Thêm một gương mặt visual thế hệ mới của U23 Việt Nam là Trần Danh Trung, sinh năm 2000 ở Thừa Thiên Huế. 10 ít tỏa sáng từ vòng chung kết U21 châu Á đến giải U22 châu Á. Tiền đạo 19 tuổi được khen ngợi vì tinh thần nỗ lực hết mình, quyết tâm và nghiêm túc với sự nghiệp thể thao. Danh Trung hiện thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Huế, dưới dạng cho mượn từ câu lạc bộ Viettel. Ở đời thường, danh trung đốn tim fan nữ bởi ngoại hình xoáy ca và phong cách giống trai Hàn Quốc. Anh được nhiều người khen ngợi khi sở hữu chiều cao 1m75, đôi mắt một mí và nụ cười duyên. Bên cạnh đó, cầu thủ 19 tuổi còn sở hữu tài ca hát, có thể cân từ nhạc pop đến rap. Anh từng thực hiện video ca nhạc vào cuối tháng 5. Trong video, danh trung tự tin khoe giọng hát ổn cùng với diễn xuất khá tự nhiên. Tìm ra phiên bản nhí hoàn hảo của Hà Đức Trinh, từ mắt đến kiểu đầu không lệch đâu được, hóa ra là con trai Thu Quỳnh. Vừa được mẹ thay đổi cho kiểu đầu xoăn mới, con trai Thu Quỳnh bất ngờ trở nên rất giống một phiên bản nhí với cầu thủ Hà Đức Trinh. Hậu đường ai nấy đi với trí nhân, Thu Quỳnh vừa nuôi con trai nhỏ, bé bé, vừa tích cực hoạt động nghệ thuật. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên rất thường xuyên chia ảnh đời thường bên quý tử nhỏ và đưa bé đi chơi, khám phá cuộc sống xung quanh bất cứ khi nào rảnh rỗi. Mới đây nhất, Thu Quỳnh gây chú ý khi khoe khảnh khắc, con trai cực đáng yêu tạo dáng để mẹ chụp ảnh kỷ niệm trong kiểu đầu xuân mới nhất. Đáng nói, nữ diễn viên bỗng giật mình nhận ra bé bé rất giống một phiên bản nhí hoàn hảo của cầu thủ Hà Đức Trinh, từ mái tóc xoăn huyền thoại đến đôi mắt một mí không lệch đi đâu được. Ghép ảnh con trai với chàng cầu thủ đội tuyển Việt Nam, Thu Quỳnh dí dòm chia sẻ. Chỉ là mẹ cháu thích chú Trinh sinh thôi mà. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh đã nhanh chóng thu rất nhiều lượt yêu thích từ người hâm mộ. Ai cũng dành lời khen hết lời cho vẻ bề ngoài vô cùng đáng yêu, thu hút chẳng khác một xoáy ca nhí của con trai Thu Quỳnh. Đông đảo ý kiến cũng phải thừa nhận bé bé thực sự rất giống phiên bản nhí cực dễ thương Hà Đức Trinh. Dân mạng phát hờn với bộ ảnh phát vị của dàn trai đẹp đội tuyển Việt Nam sau Tết. Hình ảnh phát tướng của các cầu thủ đình đám như là Quang Hải, Duy Mạnh khiến cho netizen không khỏi ôm bụng cười vì độ hài hước. Điển trai bền vững cả năm, Giang ca, làng bóng từ Quang Hải, Duy Mạnh tới công phượng Xuân Trường lại bị dìm không thương tiếc ngày dịp Tết. Tranh thủ kỳ nghỉ lễ, người hâm mộ của những chân suốt đình đám đã trổ tài photoshop để tròn thần tượng, biến cả hội nam thần trở nên phát tướng một cách vô cùng đáng yêu. Phiên bản tăng cân của các cầu thủ đã khiến cho netizen thích thú, thậm chí nhiều người còn bình luận hài hước rằng loạt nam thần có vẻ như ăn nhiều bánh chưng quá nên mới xảy ra tình trạng thừa mỡ như thế này đây. Qua ngại phiên bản ăn nhiều bánh chưng khiến cho người hâm mộ ôm bụng cười vì xuất hiện nọng cầm, bảo bánh bao trở rệt. Tuy nhiên, phiên bản mẫm mỉm của chân xuất vàng vẫn cực bảnh, làm cho netizen cưng không để đầu cho hết sở hữu gương mặt cúc cạnh điển trai bùi tiến dũng dưới bàn tay của các thánh photoshop cũng trở nên mút mít đáng kể thế nhưng mặc cho nồng cam má vính hot boy của đội tuyển việt nam vẫn xóa hết mức đủ sức hạ gục fan ngay từ cái nhìn đầu tiên Đức Quy vốn có khuôn mặt bầu bỉnh nên khi tăng cân lại càng tròn trịa hơn, dung nhan của hoàng tử Ả Trập cũng bị dìm không ít hậu qua tay netizen, đặc biệt là khi chưa cạo râu túi tách diện mạo bị trôn tình hình phát tướng hà đức chinh vẫn tự tin khoe hình chính mình với nọng cầm ngấn mở lên trang cá nhân chinh đen còn chỉnh thêm nhan sắc để da trắng trẻo môi hồng hào ăn hình hơn công phượng có lẽ chính là nhân vật có số nhỏ nhất với phiên bản phát tướng dịp tết nguyên đáng khiến cho đông đảo fans ruột suýt nhận không tra vì tình hình mập mạm và gương mặt tròn xoe thật may là mẹ tốt súp lơ của anh chàng đã giúp cho người hâm mộ tìm được thân tượng giữa dàn chân suốt đình đám nếu không nói liệu có bao người nhận ra được đây chính là nam thần mắt hiếp xuân trường. Netizen có lẽ thương xót anh chàng thiếu cân nên bù đắp bằng một lượng mỡ không tưởng, khiến cho thân hình trở nên phố pháp thế này. Phan toàn khiến cả hội fan girl ôm bụng cười với tạo hình tóc vàng, da trắng môi son nhưng động cầm dây cộm, hai má mũm mỉm như cặp bấm bao. Như vậy không thể phủ nhận anh chàng vẫn điển trai như idol Hàn Quốc. Vẫn biết Duy Mạnh là hot boy của đội tuyển Việt Nam, thế nhưng với những hình ảnh mặt nọng tròn xoe thế này là khiến không ít fan nữ hốt khoảng. Số ca ngôn tình có phần chững chạc hơn khi tăng cân, nhất là khi biểu cảm nhăn nhó là càng giống ông cụ non. Phan Văn Đức chứng minh sức hút bất bại, dù mặt phát tướng, lộ cầm, đúng nín, mỡ thừa, nhiều người hâm mộ còn cho rằng anh chàng nên tăng cân một chút càng đáng yêu hơn. Đoàn văn hậu cũng không thua kém khi giữ vững độ bánh trai, dù bị netizen bu đồ dìm hàng bằng ảnh gầm nọng. Mã lúm đồng tiền và vẽ mặt tư trói chính là vũ khí giúp em út của đội tuyển Việt Nam duy trì phong độ. Phan Thanh hóa ông chú bụng bự mặt tròn sau khi qua bàn tay Photoshop cư dân mạng. Quế Ngọc Hải không quá khác biệt khi có thêm cảm nông và mở thừa hai má, bàn vì độ bánh vào phong trần thì anh chàng vẫn xuất sắc như thường. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức mới nhất hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.